Namaskar các bạn thân mến. Chào mừng bạn đến với bài học thứ 9. Ở bài học này chúng ta sẽ có được sự hiểu biết về những bài tập thể chất của yoga, chúng được gọi là các asana. Ở bài này cũng có nhiều video bổ sung các quy tắc dành cho các bài tập này. Từ video đó, bạn sẽ biết chẳng hạn cái gì tôi đang làm hiện nay là không hoàn toàn đúng. Bởi vì asana, những bài tập này rất tinh tế và cần được thực hiện trong môi trường được bảo vệ. Ở đây không nên có gió hoặc quá nóng. Vậy đó, có nhiều điều hữu ích sẽ cải thiện việc thực hành của bạn rất nhiều. Đó là video về những quy tắc dành cho asana. Rồi cũng có một video về tự xoa bóp. Rồi một video về thư giãn sâu. Và nhiều video bổ sung nữa. Có các giáo viên dạy asana, biểu diễn tập asana trong các lớp asana của họ. Vậy asana là gì? Nó là một bài tập thể chất, bài tập đặc biệt. Nó tinh tế. Một số người có khuynh hướng gọi đó là những bài tập bên trong, rằng chúng hoạt động bên trong chứ không phải bên ngoài, không nhiều lên cơ bắp của bạn. Không chỉ lên cơ bắp mà còn nhiều hơn lên các lớp sâu hơn của thực thể vật chất của bạn, và chúng cũng tác động đến khía cạnh tâm lý. Định nghĩa của thực hành này là chúng ta luôn luôn nhớ định nghĩa này trong tâm trí khi thực hành các asana này. Có nghĩa vẫn hài lòng, bình tâm và hạnh phúc là asana. Những tư thế của cơ thể, những chuyển động của cơ thể mà khi thực hiện, cơ thể và tâm trí cảm thấy bình an và hạnh phúc, đó là asana. Vậy đây là định nghĩa rất quan trọng, bởi vì ngày nay có sự hòa nhập giữa các nền văn hóa. Văn hóa Tây Phương, văn hóa Đông Phương, và đó là một tiến trình rất tích cực. Nhưng khi hòa nhập đôi khi cũng bị mất đi ý nghĩa, nên với tâm trí người phương Tây, ta hiểu yoga như là một loại hình thể thao khác, bài tập thể chất. Nhưng nó không phải như vậy, nó là một bài tập tâm linh. Nên khi thực hành asana, chúng ta cần phải được hướng dẫn bởi nguyên tắc. Nó cũng có nghĩa rằng không nên có bất cứ áp lực nào lên cơ thể. Bạn cần phải tìm ra con đường trung dung giữa đau đớn và dễ chịu, giữa sự thư giãn và sự nỗ lực. Ta nên hướng tâm trí vào nội tâm, vào bên trong. Bạn nên chú ý đến cảm nhận của mình. Khi các dây chằng bị kéo căng, bạn cảm thấy thế nào? Đến lắng nghe cơ thể bạn nói gì, đến cái đau và đến sự dễ chịu, và đừng chú ý đến hình thể bên ngoài. Rất nhiều người sẽ cố gắng để đạt được bởi vì rất ngầu. Tôi muốn tập được asana này, tôi muốn tập đẹp trong tư thế này, tôi muốn thể hiện tôi giỏi như thế nào, và tôi cũng muốn đua tranh với người khác. Nhưng hãy nhớ, trong những asana này, trong thực hành này, bạn không bao giờ tranh đua với bất kỳ ai, ngay cả với bản thân mình. Bạn đang thực hành vì sức khỏe của bạn và cho những lợi ích tâm trí của bạn. Những lợi ích của asana là gì? Asana là bài tập rất nguyên thâm. Nó tác động đến cơ bắp, dây chằng và cấu trúc xương. Nó tác động đến các cơ quan nội tạng như gan, tim, thận. Quan trọng hơn hết, nó tác động lên hệ thống tuyến nội tiết. Nó cũng ảnh hưởng đến năng lượng sinh lực di chuyển trong cơ thể, khí. Bạn biết rằng trong y học Trung Hoa, họ tin rằng sức khỏe trong điều kiện tốt khi khí, prana, năng lượng sinh lực chảy thông suốt qua các kênh của cơ thể, và nếu có những điểm nghẽn hay chặn năng lượng này một cách từ từ, người đó sẽ phát triển vài loại bệnh tật. Và họ chữa trị bằng cách dùng kim châm lên da châm cứu, hay bằng cách điểm huyệt, bấm huyệt. Yoga thì có cách tiếp cận khác một chút, nhưng ý nghĩa thì như nhau.
Chúng ta muốn năng lượng chảy trong cơ thể một cách thông suốt nên chúng ta kéo căng cơ thể, loại bỏ những tắc nghẽn khác nhau. Đó là lợi ích to lớn khác của asana. Cơ bắp, xương cốt, dây chằng, các cơ quan nội tạng, hệ thống tuyến nội tiết và cuối cùng dòng năng lượng di chuyển xuyên suốt trong cơ thể. Đó là tác động của các bài tập này. Tác động quan trọng nhất là lên hệ thống tuyến nội tiết. Hệ thống nội tiết là ban chỉ huy của cơ thể chúng ta. Khi bạn muốn tác động một thay đổi lên xã hội, bạn không đi đến từng người và nói: "Này, bạn biết không, chúng ta cần quan tâm đến hệ sinh thái. Chúng ta hãy phân loại rác thải. Hãy tái sử dụng. Hãy trở nên ý thức." Bạn không làm như vậy. Bạn trực tiếp đến chính quyền, bạn đề nghị. Rồi chính phủ sẽ quyết định làm gì đó. Họ ban hành vài luật cho mọi người tuân theo. Và sự ý thức của toàn xã hội sẽ thay đổi. Dĩ nhiên bạn cũng có thể làm từ quần chúng, nhưng nó sẽ mất thời gian hơn nhiều. Tương tự như vậy trong cơ thể, những bộ phận bình thường, cơ bắp, xương cốt và những bộ phận với các vị trí cao, đó là các tuyến nội tiết, các tuyến quyết định bạn mập hay ốm, các tuyến quyết định bạn là cao hay thấp, các tuyến quyết định bạn sẽ giận dữ hay dễ thương, các tuyến quyết định bạn sẽ bị kích thích hạnh phúc hay tĩnh tâm. Vậy mọi thứ trong chúng ta được quyết định bởi sự tiết xuất hormone, một cơ chế rất tinh tế. Cảm xúc đầu tiên đến từ bộ não. Bạn đánh giá tình hình và bạn cảm nhận phản ứng từ tình hình đó. Nhưng nếu các tuyến không hỗ trợ phản ứng ban đầu đó từ não bộ, chúng ta sẽ không cảm thấy gì. Ví dụ, với bộ não của mình, tôi lặp lại Babanam Kevalam, tình yêu thương ở khắp mọi nơi. Và tôi cố gắng, tôi nghĩ, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tại sao? Bởi vì các tuyến nội tiết của tôi không hỗ trợ ý tưởng đó. Nên từ từ tôi cần phải huấn luyện các tuyến ủng hộ điều đó. Và sau khi tôi đã huấn luyện chúng, rồi tôi nhắm mắt lại, nhẩm mantra, và tôi có thể trôi theo dòng chảy đó. Tuyến thường hỗ trợ các ý tưởng có hại, suy nghĩ tiêu cực, giận dữ, thất vọng, phiền muộn. Các tuyến được huấn luyện theo những xu hướng đó trong đời sống. Một cá nhân không ngừng suy nghĩ về cái gì đó và hệ thống thần kinh trở nên quen đi. Hệ thống tuyến nội tiết cũng trở nên quen với những loại tiết xuất này. Và nó diễn ra một cách tự nhiên, thậm chí nếu cá nhân đó không muốn, nó cứ tới. Chúng ta muốn thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào? Bởi vì cơ thể đã thực sự thiết lập như vậy rồi, đặc biệt khi bạn đã trên 40, trên 50. Chúng ta có thể làm gì? Rồi bạn chấp nhận, tôi là như vậy. Tôi có thể làm gì? Chẳng thể làm gì cả. Nhưng thực ra có thể làm nhiều ở mức độ tâm trí. Ở mức độ thể chất, sự thay đổi đến rất nhanh. Tôi còn nhớ có một tình huống, tôi đã ở trong trạng thái áp lực lớn, áp lực cực lớn. Và tôi bắt đầu trở nên bị kích thích khi tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi muốn cầm chiếc điện thoại lên và ném nó vào tường. Rồi tôi nghĩ, mình là loại yêu cái gì nhỉ? Nếu tôi cảm thấy những phản ứng ấy. Rồi tôi biết một chút về tâm sinh lý của yoga, tôi nghĩ, ok, hãy thực hiện những bài tập này. Và tôi bắt đầu tập tư thế bánh xe và tư thế Utkata Paschimottanasana, tư thế khi bạn bè cong
mình một nửa trong vòng 3 ngày. Áp lực vẫn còn cực cao, nhưng tôi cảm nhận rất khác, giảm rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy bị kích động nữa. Tôi lấy điện thoại lên trao đổi và giải quyết vấn đề của mình. Vậy, thông qua Asana, bạn tác động lên hệ thống tuyến nội tiết và bạn cũng tác động lên tâm lý của mình. Tôi sẽ giải thích chi tiết tất cả khi chúng ta có một chương trình về tâm sinh lý. Nó thực sự hấp dẫn. Mọi cảm xúc đều có vị trí trong cơ thể. Sự sợ hãi đến từ khu vực bụng, tình yêu thương đến từ khu vực tim, sự mong muốn được phục vụ con người không vị kỷ đến từ khu vực này, mong muốn biết sự thật để viết về mình đến từ khu vực này. Điều đó thật tuyệt diệu. Đến đây tôi sẽ nói rằng các tuyến nội tiết tiết ra các hormone và các hormone sẽ tạo ra tâm lý của chúng ta. Nên chúng ta cần thay đổi sự tiết xuất của các tuyến. Chúng ta cần sẽ cân bằng sự nội tiết. Sự tiết xuất của các tuyến nội tiết như thế nào sẽ không tốt nếu các tuyến nội tiết tiết ra quá ít hormone, và cũng không tốt nếu các tuyến nội tiết tiết ra quá nhiều hormone. Ví dụ, nếu tuyến nội tiết này tiết ra quá nhiều một loại hormone, bạn trở nên quá nhanh, bạn sẽ suy nghĩ không ngừng nghỉ và bạn trở nên rất gầy. Và nếu nó tiết ra quá ít một loại hormone, bạn trở nên mập hơn và bạn nghĩ rất chậm chạp. Nên không có trường hợp nào là lý tưởng, không có trường hợp nào mình mong muốn cả. Chúng ta không muốn như vậy, chúng ta muốn có sự cân bằng. Vậy Asana sẽ cân bằng sự tiết xuất các hormone thông qua việc đặt áp lực nhẹ nhàng lên các tuyến nội tiết. Có Asana sẽ ép chặt lên các tuyến. Bài tập khác sẽ kéo căng các tuyến. Bài tập khác nữa sẽ vặn các tuyến. Và thông qua các áp lực tinh tế đó, các tuyến nội tiết sẽ trở nên trẻ hóa và chúng sẽ làm cân bằng sự tiết xuất các hormone. Chẳng hạn bạn không biết. Nếu bạn cố gắng để lau sàn nhà với một rẻ lau, không phải với mốp mà là kiểu cũ, bạn lấy rẻ và lau sàn, bạn sẽ làm thế nào? Bạn lau, nhưng rồi rẻ lau trở nên bẩn. Thế là bạn phải giặt nó trong thùng nước và bạn bỏ khăn như thế này. Rồi bạn vắt nó như thế này. Bạn lại vò và rồi bạn lại vắt. Bằng cách ấy, rẻ lau trở nên sạch. Thì chúng ta cũng làm tương tự với các tuyến nội tiết và các cơ quan nội tạng. Chẳng hạn, tôi đang làm gì đây? Tôi đang vặn cột sống. Cuộc sống trở nên khỏe mạnh. Asana này loại bỏ những vấn đề khác nhau của cuộc sống. Và tôi cũng vặn, tôi xoắn tất cả các cơ quan nội tạng và tất cả các tuyến nội tiết. Và các bài Asana này sẽ có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên cơ thể và tâm trí. Vậy là ngắn gọn, Asana tác động thế nào vào tồn tại về mặt thể chất và tâm trí của chúng ta? Chúng duy trì sức khỏe và tạo ra một sự cân bằng rất tốt trên khía cạnh tình cảm. Ở đây có về Asana đã bắt nguồn, đã phát minh từ hàng ngàn năm trước. Các yogi họ là những nhà nghiên cứu thực hành và họ đã quan sát các con vật. Những tư thế chúng làm là gì? Chúng đã chữa khỏi bệnh như thế nào? Và họ cố gắng bắt chước. Và họ nhận ra rằng ở đây có những lợi ích trong các tư thế, chẳng hạn tư thế con công. Và họ ghi nhận là rằng con công có một hệ tiêu hóa rất mạnh. Chúng có thể ăn cả rắn và tiêu hóa cả độc tố. Và họ bắt chước con công. Và họ thấy rằng hệ tiêu hóa của họ trở nên rất tốt. Và bạn cũng trở nên không nhút nhát.
Bạn biết đấy, con công sẽ mở rộng đuôi và nó giống như là thể hiện bản thân mình. Và nữa, asana này sẽ tạo ra khả năng tâm lý để thể hiện bản thân bạn không bị nhút nhát. Bằng cách này, họ đã tìm ra 50.000 asana. Và đây là các asana cho mọi thứ. Nhưng chúng ta sẽ không thực hành tới 50.000. Cần và đủ cho chúng ta chỉ vài asana. Ở video tiếp theo, tôi sẽ giải thích 3 asana căn bản. 3 asana căn bản này tốt cho ta để trở nên khỏe mạnh, để xây dựng sức khỏe tốt, và chúng cũng tạo ra sự cân bằng tâm lý tốt. Những asana này không có chống chỉ định. Nếu có, bạn có thể kiểm tra, sẽ có sự mô tả ở dưới video này. Nhưng với hầu hết mọi người, các asana này đều phù hợp. Đó là sự giới thiệu về asana. Tôi hy vọng bạn hiểu và có được cảm hứng để thực hành. Bài tập ở nhà cho bạn sẽ là thực hành asana tối thiểu một lần một ngày. Nếu bạn có thể tập 2 lần một ngày thì đó là tốt nhất. Và nó chỉ tốn 10 đến 15 phút thời gian của bạn. Nhưng bạn sẽ cảm thấy sự cải thiện đáng kể trên khía cạnh tâm lý của mình và trên khía cạnh hiệu quả và năng lượng thể chất của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ làm việc tốt hơn nhiều. Mọi thứ đều sẽ tốt hơn nhiều. Và hãy kiểm tra tất cả các video bổ sung này. Cảm ơn rất nhiều. Namaskar.